Khi nhắc đến sự thành công của Honda cùng với những chiếc xe côn tay tại thị trường Việt Nam thì anh em sẽ nghĩ đến cái tên gì đầu tiên? Thì đương nhiên sẽ là Winner. Với cái sự thành công của Honda Winner V3 2023 vừa năm vừa rồi anh em, với cái doanh thu cực đỉnh, thì trước mặt anh em đang là một chiếc Winner V4. Chiếc xe này sẽ kế nghiệp của Winner V3, sẽ là chiếc xe có doanh thu cao nhất của Honda tại thị trường Việt Nam và có thể là cao nhất trong cái dòng xe côn tay tại thị trường Việt Nam. Thì cùng mình xem thử là đối với cái xe này nó có cái gì mà nó sẽ là có doanh thu đứng đầu tại thị trường Việt Nam ha. Ok, let's go. Cái chiếc xe khi mà anh em xác định em mua thì anh em phải cân đo đong đếm về cái giá tiền. Thì đối với cái xe Honda Winner anh em, thì xưa giờ Honda họ luôn thành công trong cái việc cái giá bán của họ nó rất là cạnh tranh và nó rất là ngon đối với anh em. Thì trong cái quá trình mà khi mà nhà Yamaha Exciter họ đang loanh quanh trong cái quá trình là họ tìm ra cái giải pháp để làm sao hạ giá thành mà chiếc xe vẫn ngon, thì Honda Winner họ đã đi trước một bước anh em. Thì anh em có thể thấy là những chiếc Honda Winner từ thời Winner V1 cho đến V2, V3 và ngay cả chiếc Winner V4 trước mắt anh em đây thì luôn có cái giá bán rất là cạnh tranh so với nhà Exciter. Thì chiếc xe Honda Winner V4 này mình mượn được của một người em của mình, thì cái xe này chưa có biển. Có nghĩa là em nó vừa mới lấy về hôm 28 Tết. Thì khi đó cái giá xe nó đã là 44.200.000. 44.200.000 cho bản ABS. Thì ra biển luôn, ra biển ở Di An mình nha, là thêm 4.2 nữa thì giá nó đâu đó tầm 48.5 đi. Thì đối với một chiếc xe 48.500.000 mà anh em sở hữu những cái công nghệ hiện đại nhất ở cái thời buổi hiện đại bây giờ đối với cái dòng xe Honda Winner, là mình thấy cái giá cực kỳ ok. Nếu mà đối với những cái chiếc xe Yamaha Exciter 155 ABS PVA á, thì giá này anh em không mua được, giá nó sẽ cao hơn. Cho nên là mình thấy một cái điểm rất là hay của nhà Honda, họ đã đánh vô cái tâm lý chung của người Việt Nam mình là thích một cái xe mà nó vừa túi tiền mà nó lại có được cái công nghệ. Cho nên cái điểm đó là mình cam kết và mình nghĩ chắc chắn 100% là chiếc Winner V4 trước mắt anh em đây sẽ là chiếc xe mà có doanh thu cao nhất. Bên cạnh cái giá rất là tốt thì Honda Winner X V4 2024 vẫn được trang bị những cái công nghệ tối ưu và công nghệ mới nhất trên những dòng côn tay của Honda. Thì nếu mà như anh em đang nhìn vô, anh em có thể thấy là cái ngoại hình của chiếc Honda Winner X V4 này không có gì thay đổi và hoàn toàn nó giống như chiếc Winner V3. Tuy nhiên là có những cái điểm nhà Honda họ thay đổi nó ít, mang lại những cái hiệu quả rất cao và cũng như là thể hiện cái sự khác biệt giữa đời này và đời kia. Cái điểm mà khác biệt đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với anh em đó chính là cái phần dĩa. Cái dĩa này á, nếu mà như những bản Winner V3 mà đời 2023 á, có nghĩa là ABS và lòng dĩa tách rời nhau. Tuy nhiên đối với những chiếc Winner V4 2024 này, Honda họ đã tích hợp vô dĩa ABS và cái lòng dĩa này nó dính liền với nhau. Mình không biết có phải đây là cái chiến lược marketing của Honda hay không. Tuy nhiên là mình thấy ở một điểm á, là nó sẽ gọn cái xe hơn. Nó rất là gọn anh em. Và anh em không phải lúc mà anh em thay thế, anh em tháo dĩa nhiều khi anh em quên cái lòng ABS này nó lại mất công. Tuy nhiên là khi mà được trang bị cái bản này là nó tách rời luôn. Khi mà những anh em nào mà muốn thay mâm đi thì anh em chỉ cần tháo mâm ra, anh em gắn cái dĩa này vô là xong, khỏi phải vặn các lòng dĩa ABS vô. Cái đó là một cái điểm rất là hay, mình thấy Honda họ nhắm đến những cái hãng thứ ba cũng như là làm cho cái xe nó gọn. Anh em muốn mang cái dĩa này qua bên chiếc Winner V3 cũ là không được nha anh em. Mình thấy hiện tại là không được, tại vì cái mâm này và cái dĩa này là nó khác với cái V3 rồi. Anh em không thể nào mà rút and lay được, anh em cũng không thể nào mà cầm bên này dục qua bên kia được. Anh em phải độ chế hoặc là anh em đổ nguyên cái mâm này. Đó là cái điểm mà mình thấy là Honda họ muốn là tách biệt giữa V3 và V4. V3 là sẽ là V3 và V4 là sẽ là V4. Thì bên cạnh cái giá nó rất là phải chăng và nó hướng tới đại đa số anh em
trẻ trung cũng như là anh em công nhân thì Honda Winner họ vẫn luôn chau chút từng chi tiết nhỏ. Như anh em có thể thấy thì chiếc Winner V4 này hoàn toàn giống với Winner V3 từ cái thiết kế, chỉ có tinh chỉnh một số cái chi tiết nhỏ. Thì những cái chi tiết nhỏ đó nó không làm ảnh hưởng quá nhiều về cái hiệu suất cũng như là cái hiệu năng của cái xe, mà nó còn giúp cái xe nó gọn hơn cũng như là tăng cái độ thẩm mỹ. Thì Honda Winner V4 này vẫn có được những cái công nghệ của những thế hệ đi trước và nâng cấp cải tiến hơn rất là nhiều so với cái thế hệ tiền nhiệm anh em. Như anh em có thể thấy thì vẫn được sở hữu cái đèn mà anh em hay gọi là AB côn tay anh em, AB côn tay anh em, AB côn tay anh em, cái đầu đèn giống AB. Đó. Tuy nhiên là nó vẫn giữ được những cái góc cạnh và những cái đường nét nó hoàn toàn trau chuốt và sắc nhọn anh em, từ cái học còi nè cho đến cái đèn led cho đến cái dàn chân, đó, những cái chi tiết nó hoàn toàn là ok. Một cái điểm mà anh em có thể thấy chiếc Winner V4 này nó cải tiến so với Winner V3 đó là về cái dĩa cũng như là phần đuôi đèn. Nó hoàn toàn cải tiến rất là nhiều so với cái thế hệ tiền nhiệm. Đó là cái điểm mà anh em có thể nhìn vô khi mà anh em nhìn vô giữa một chiếc Winner V3 và một chiếc Winner V4. Anh em chỉ cần nhìn vô cái dĩa và nhìn vô cái đuôi đèn, anh em sẽ biết Winner V nào. Đấy. Đó là cái điểm mà Honda họ phân cấp anh em, họ phân cấp ra là để rõ ràng là xe này và xe kia. Đó. Cho nên là mình thấy nhiều khi mà chiếc Winner V4 mà anh em chạy ra anh em nhìn sơ qua nó hoàn toàn giống Winner V3 và anh em không thể nào phân biệt được là V nào và V nào. Chỉ có nhìn vô cái đuôi đèn là anh em sẽ biết được. Nhưng mà mình nghĩ là chắc nhiều anh em sẽ thấy cái đuôi đèn nó xấu, cái đuôi đèn nó tròn tròn giống V1 đó. Mình nghĩ sẽ có một số anh em là sẽ lấy cái dè của V3 vượt qua V4 này thôi. Mình nghĩ sẽ nhiều anh em làm như vậy để cho nó gọn á. Cái đó là những cái điểm mà ngoại hình anh em. Tuy nhiên là cái ngoại hình nó không nói lên tất cả là cái xe của V3 này nó có nhiều điểm cải tiến, mà anh em phải đi sâu vào trong cái phần động cơ là anh em sẽ thấy được những cái phần mà Honda họ làm cho chiếc Winner V4 này khác hoàn toàn so với chiếc Winner V3. Thì cái động cơ mà Honda Winner V4 lần này trang bị nó là một cái động cơ 150 phân khối, 150cc, nó giống với Winner V3 và ngay cả Winner V2 và ngay cả Winner V1. Nó vẫn mang cái hiệu năng là của 150cc. Tuy nhiên là Honda đợt này họ đã can thiệp rất là sâu và rất là mạnh vào cái phần động cơ để tạo ra một cái sự khác biệt hoàn toàn và cạnh tranh trực tiếp với Exciter. Như anh em có thể thấy á, như của nhà Honda họ quảng cáo và họ trình làng sản phẩm á, là chiếc Winner V4 này được trang bị một cái công nghệ mà có thể nói là công nghệ hiện đại nhất bây giờ, đó là công nghệ của nồi chống trượt hai chiều. Có nghĩa là khi mà anh em chạy đúng không, anh em chạy nhanh, anh em dồn số, anh em về số, cái bánh sau này nó không bị trượt, nó vẫn quay bình thường. Thì mình sẽ có một cái video đánh giá trải nghiệm thực tế về cái nồi này ở một cái video sau. Ngoài cái công nghệ nồi chống trượt ra thì cái Winner V4 này được trang bị thêm những cái phần nho nhỏ, đó là về cảm biến bướm ga này anh em. Có nghĩa là khi mà anh em vặn cái tay ga này nè, nó nhẹ hơn và nó sẽ cho anh em cái cảm giác mà giống y chang anh em gắn những cái cùm tăng tốc, cùm giảm hành trình ga, nó sẽ nhẹ hơn và anh em sẽ tăng được cái gia tốc lớn hơn. Đó. Ngoài ra là một cái công nghệ mà mình thấy Honda họ đã lắng nghe người dùng rất là kỹ sau rất là nhiều đời Honda Winner rồi, từ V1, V2, V3, đó là khi mà anh em chạy thì anh em đặt cái xe, đặt cái chân ở đây, anh em chạy đây đúng không, là anh em sẽ bị rung. Và nhiều người, rất là nhiều anh em người ta hỏi mình là ủa anh ơi, sao mà xe Winner khi mà chạy là xe em bị rung các chân. Thì chia sẻ thật sự với anh em là xe V1 của mình vẫn bị và V2, V3 vẫn bị. Tuy nhiên đối với cái Winner V4 này á, Honda họ đã cải tiến ở cái phần xi lanh, là cái xi lanh nó đã lạch tâm rồi, làm cho cái khi mà anh em chạy á, nó sẽ giảm rung lắc rất là nhiều. Thì cái này mình chưa có đánh giá cũng như là chưa có trải nghiệm thực tế về cái giảm rung lắc này, thì khi mà mình trải nghiệm, mình đánh giá ở trên chiếc xe này mình sẽ chia sẻ với anh em sau ha. Để mà cạnh tranh với những cái xe ở thời điểm hiện tại như là Exciter thì những chiếc Winner này phải được trang bị những cái công nghệ ngang bằng. Thì đối với những cái công nghệ trang bị trên cái xe này á thì nó không thua Exciter anh em à,
mà nhiều khi mình thấy nó vẫn có nhiều cái điểm cải tiến. Thứ nhất là về hệ thống ABS. ABS trên cái Honda Winner là một cái gì đó mà mình thấy Honda họ đã đi trước Exciter từ những năm 2019 rồi anh em. Khi mà những chiếc Winner V2 đã ra ABS, Exciter họ vẫn chưa trang bị. Mãi cho đến cái thời điểm mà khi chiếc năm 2024 mới đây thì Exciter họ mới tung ra cái ABS và trang bị ABS trên những chiếc Exciter họ. Thì có thể thấy là Honda Winner họ vẫn là đi trước cái thời đại và đi trước nhà Exciter rất là nhiều rồi anh em. Cái phần sạc nè, rồi smart key nè, rồi ngoài những cái chi tiết đó ra còn có thêm là về nhôm sinh dĩa và cái phần lốp. Thì đó là những cái phần mà Honda họ vẫn trau chuốt và họ vẫn muốn cái xe của họ là nổi bật và hoàn toàn tạo điểm nhấn so với những cái đối thủ còn lại ở cái thị trường. Đó là cái điểm mà mình thấy Honda Winner họ rất là chú trọng vô là để cạnh tranh trực tiếp với những đối thủ còn lại. Vừa rồi là những cái chia sẻ cũng như là những cái nhìn nhận của mình về chiếc Winner V4 2024 ở cái năm 2024 này ha. Thì những chiếc xe này ở thời điểm hiện tại mình thấy giá nó rất là ok rồi anh em, cũng như là sở hữu những cái công nghệ cũng như là cái hiệu năng cực đỉnh ở cái thời điểm hiện tại rồi. Nên là ở thời điểm hiện tại nếu mà bây giờ anh em mua là mình thấy nó giá nó đã bão hòa rất là nhiều so với cái thời điểm mà mình đi hỏi giá rồi. Nếu mà anh em nào muốn xem lại cái giá mà lúc mà thời điểm nó biến động nhất á thì anh em có thể xem ở đây. À, lúc đó là chiếc xe này nó cán mốc là trên 50 triệu lận, nó không phải rẻ giống như bây giờ đâu. Thì ở thời điểm bây giờ mình thấy là nó là một cái xe có thể là trở thành là xe quốc dân của anh em rồi đó. Thì cảm ơn anh em rất là nhiều vì anh em đã theo dõi đoạn vlog của mình ngày hôm nay. Và hy vọng rằng anh em sẽ tiếp tục theo dõi và đồng hành cùng mình trong cái khoảng thời gian sắp tới nha. Bye bye, hẹn gặp lại anh em trong đoạn vlog tiếp theo. Bye bye.